thôi à? Nhưng tôi thích thì sao? Đây là cơ hội tốt, tôi không thể bỏ qua được. Nhưng mà bây giờ Nghi là bạn gái của Du rồi, Du không thích á thì Nghi không được làm, hiểu chưa? Tôi đồng ý làm bạn gái của Du hồi nào. Mà cho dù tôi có làm bạn gái của Du thì cũng không thể mất quyền tự do của mình được. Du nên xem lại quan điểm của mình đi. Du quá đáng lắm đó. Nếu như mà Nghi cho rằng Du quá đáng thì được rồi, Nghi thích làm gì thì làm đi. Tất nhiên rồi. Nè, sau này á, Nghi thích làm gì thì làm đi, tôi không quan tâm nữa đâu. Trời ơi cậu ơi, cậu ba ăn bánh canh đi. Bức tranh này có tội tình gì đâu mà cậu trút giận lên nó vậy? À, ngon cậu? Cũng được. Cậu có chuyện gì buồn hả? Nói tôi nghe đi, nhiều khi đỡ hơn sao. Bỏ rồi đi đút phim. Ai? Phương Nghi hả? Ừ. Ủa mà có ai nhận cô ấy chưa? Hay chỉ là nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước, nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước đó vậy đó. Có rồi đó, có con đạo diễn nào nhìn thấy cà chớn lắm. Hôm bữa tao thấy hai người đi chung với nhau nữa. Vậy là cậu biết cha đạo diễn đó hả? Biết chết liền á. Vậy sao cậu biết người ta cà chớn? Nhưng mà cậu phải biết được á, đóng phim rất là nguy hiểm. Nó còn nguy hiểm hơn cả nghề làm người mẫu khỏa thân nữa đó. Trời ơi, nhưng mà cậu với cô ấy chỉ là bạn bè hơi thân chút thôi. Đừng có làm cô ấy mất tự do. Nếu không hả, không có cô nào chịu quen cậu đâu. Ê mày. Gì? Không lẽ tao ngồi không, không làm gì hết? Chị Nghi có quyền lựa chọn nghề nghiệp của mình. Cậu là bạn trai á, một là chấp nhận, hai không đồng ý thì chia tay thôi. Mày nói hay quá ha, nói chuyện về tiền không à. Chứ cậu đâu phải là ba của người ta đâu, cậu cấm cản người ta. Nói nào ngay á, ông ở dưới quê kìa, cấm cản cậu cũng đâu có được đâu. Ê mày, ba tao nói cái gì mà tao không nghe lời, mày nói thử coi. Trời ơi, cả tỷ chuyện luôn á. Điển hình như là cái chuyện mà ông kêu cậu cưới cô Thư đó mà cậu đâu chịu cưới đâu, cậu đi quen người khác đó. Muốn nói nữa không? Buồn quá buồn. Tao nói bao nhiêu lần rồi hả? Cả đời này không bao giờ tao cưới tao lấy. Nghi. Ủa anh Du, sao anh không học? Bây giờ đang là giờ học mà. Chuyện đó không quan trọng. Em đi đâu đó? Em đi đâu là chuyện của em chứ. Cái gì? Nghi dám nói chuyện với Du như vậy đó hả? Em về chùa. Sáng nay sư cô nhờ em trông giúp các em bé. Nếu vậy á thì để Du đi với Nghi nha. Không tin em hả? Vậy em hỏi anh nha, tại sao anh học mỹ thuật mà anh nói với gia đình là anh học tin học? Tại vì anh thích học mỹ thuật nhưng mà gia đình lại không chịu. Vậy thì em cũng nói cho anh biết là em cũng muốn được đóng phim. Dạ, nếu anh cứ ngăn cấm em á thì sau này em cũng sẽ nói vậy, nói dối anh giống như là anh nói dối gia đình của anh vậy. Em không thể so sánh như vậy được. Cái chuyện anh đi học mỹ thuật khác với chuyện em đi đóng phim biết không? Thôi được rồi, bây giờ á em sẽ về chùa. Nhưng mà anh cứ quản lý em như một món đồ chơi á thì sớm muộn gì em với anh cũng chia tay thôi à. Nghi. Nghi. Nghi ơi.
mỗi có một bóng đứa cháu gái mà cho đi học xa, ba không có yên lòng chút nào. Nó đang học năm cuối, chỉ thời gian ngắn nữa thôi là nó tốt nghiệp rồi ba. Chừng đó con sẽ kêu nó về xin làm việc ở gần nhà mình nè. Ba đừng có lo. Sao? Hợp tác xã ra sao rồi? Thì cũng vẫn như trước thôi, chưa thấy gì mới hết. Ba đã nói rồi mà không nghe. Cái hợp tác xã đó đó ha, rã đám bây giờ. Cái gì lúc đầu cũng phải khó khăn chứ, chẳng sự khởi đầu nan mà. Ai mà cũng giống như ba thì... Thì sao? Ba đâu có vô hợp tác xã gì đâu, ba vẫn sống khỏe rẻ. Con mau rút chân ra hợp tác xã đi. Chết chùm hết cho má coi. Con mà nói sai hả, con chết liền á. Mày đặt tham gia vô hợp tác xã làm cái gì? Bây giờ họ đem con đi bỏ chợ đó, có tốt lành gì đâu. Con nói nãy giờ má không hiểu gì trơn á. Cái gì mà đem con bỏ chợ? Thì họ nói là tham gia vô hợp tác xã thì họ sẽ hướng dẫn này nọ, rồi là cung cấp phân bón, kỹ thuật. Có thấy con ma nào đâu. Rồi bây giờ hả, họ đưa ra cái tiêu chuẩn gáp gáp gì đó, đòi trái bưởi nó phải như thế này, như thế kia. Rốt cuộc cả vườn bưởi mình không có trái bưởi nào đạt tiêu chuẩn hết. Sao kỳ vậy trời? Rồi bây giờ con tính sao? Còn tính sao nữa? Thì kêu thương lái lại bán như xưa chứ sao? Má thấy làm vậy không được đâu. Mình đã ký cam kết bán bưởi cho hợp tác xã rồi. Bây giờ con đem đi bán cho thương lái, làm vậy coi sao được? Sao coi không được? Chứ không lẽ đem hết bưởi mình đi đổ xuống sông à? Con quyết định rồi, ngày mai con kêu thương lái tới mua mão hết là xong. Thôi, mày muốn làm gì đó mày làm, tao hết nói nổi mày rồi. Sao mày cố chấp quá vậy? Quanh đây á, người ta đâu có làm như vậy. Ngay cả thằng Hào kìa, nó cũng bán cho thương lái đó, có sao đâu. Bà nói làm sao? Hai Hào cũng làm vậy hả? Chỉ có mình mày là giả dột thôi à. Thằng Hào á là một đứa thất thời, nó biết nương theo chiều gió mà sống. Bà đừng có nói nữa. Người gì mà không biết giữ chữ tín gì hết trơn. Nhưng mà không lẽ anh Hai Hào làm sai như vậy, bà cũng bắt con làm theo hay sao? Nếu mày cho mày đúng á, thì cái vườn bưởi đó đó để cho hợp tác xã tới nó mua đi. Ngày mai con sẽ lên huyện hỏi cho ra lẽ cái chuyện này mới được. Bây giờ bà đừng có nói gì nữa hết. Ngày trước tao mà biết mày cãi như vậy đó, tao lấy vợ quách cho rồi. Ở vậy nuôi mày khôn lớn, bây giờ nói tới mày cái mày dánh cái mỏ rồi mày cãi. Trứng mà đòi khôn hơn vịt. Bực mình. Nghe lời chú em mày, tôi không bán bưởi cho hợp tác xã nữa. Vậy bao giờ chú em mày lấy bưởi, đặng tôi kêu người hái. Sáng mai đi. Nhưng mà tôi mua với giá cao đó, thì bưởi phải đạt chất lượng đó nha. Trời, bưởi của tôi lúc nào cũng đạt chất lượng, yên tâm đi. Được rồi, cứ phân loại rồi vô bao đi, rồi để tôi tính. Hai Thạch, đi đâu đây? Muốn bán bưởi phải không? Để tôi giới thiệu thương lái cho nè. Nếu muốn bán thì tôi tự bán được, đâu cần phải nhờ tới anh. Thôi tôi về trước nha. Nhớ sáng mai tới sớm nghe. Tất nhiên rồi. Sao, kiếm tôi có chuyện gì không? Nè, tôi chỉ hỏi anh một câu thôi,
anh định bán bưởi cho thương lái phải không? Ai mua cao tôi bán. Anh nói vậy coi sao đặng. Anh là người của hợp tác xã thì anh phải bán bưởi cho hợp tác xã chứ. Nhưng mà anh cũng biết hợp tác xã đã đưa ra chỉ tiêu rồi. Tiêu chuẩn toàn là trên trời, không có đáp ứng được. Và như vậy thì hợp tác xã không mua. Vậy thì sớm muộn gì cũng phải bán cho thương lái thôi. Thì bán trước có tốt hơn không? Bây giờ tôi lên huyện hỏi cho ra lẽ, hay là anh cứ đợi tôi hỏi về xong rồi hẳn tính? Thôi, mất thời gian lắm, uổng công lắm. Tôi quyết định rồi, không bán cho hợp tác xã nữa. Anh thiệt là không biết phải quấy gì hết. Uổng công tôi qua đây nói chuyện với anh. Ai mượn anh qua đây mà nói là uổng công? Người ta có lòng tốt chỉ cho mà còn bày đặt cố chấp. Chứ cố chấp hả? Cho chết luôn. Quang đi đâu rồi cô? Dạ đi họp rồi. Sao cứ mỗi lần tôi lên đây là cậu Quang đi họp là sao? Dạ tại vì công việc nhiều nên anh mới đi họp nhiều. Trời đất, công việc nhiều mà còn đi họp nữa, thời gian đâu mà làm việc. Còn cái vụ thông tin về mua bưởi làm sao rồi cô? Cháu không có biết. Cái này bác đợi anh Quang đi họp về rồi bác mới biết được. Thiệt tình, thời khắc dầu sôi lửa bỏng như vậy, đợi anh Quang đi họp về thì người dân bán bưởi cho thương lái hết rồi. Có chuyện mấy trái bưởi mà ngày nào cũng lên hỏi hoài.